Đến dự đám cưới của con trai, ba mẹ bỗng phát hiện cô dâu chính là con gái ruột mất tích nhiều năm trước. Cái kết bất ngờ khiến ai nấy đều cảm thấy nghẹn ngào. Đối với mỗi người mẹ, con cái luôn là báu vật trân quý nhất trên đời, là khúc ruột mà họ phải đánh đổi cả mạng sống để sinh ra. Thế nên bất kỳ bà mẹ nào cũng muốn yêu thương và bảo vệ con mình một cách hoàn hảo nhất. Nhưng số phận lại rất biết cách trêu đùa khi khiến cho nhiều bà mẹ bị lạc mất đứa con ruột thịt. Cho dù là vô tình để tuột tay con hay đứa trẻ đáng thương trở thành con mồi của những kẻ bắt cóc, thì những bà mẹ mất con luôn phải mang trong mình những nỗi ân hận dằn vặt suốt cả cuộc đời. Ngày 31 tháng 3 vừa qua, trong lúc đến tham dự đám cưới của con trai, một người phụ nữ trung niên ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã bất ngờ tìm lại được cô con gái mà mình để lạc mất cách đây hơn 20 năm. Điều đáng nói, người con gái ấy lại chính là cô dâu trong hôn lễ của con trai bà. Được biết, người mẹ vô tình nhìn thấy vết bớt trên tay của con dâu, cảm thấy vô cùng quen thuộc, nó giống hệt với vết bớt của đứa con gái bị mất tích. Nhìn tới nhìn lui lại thêm linh cảm của người mẹ, bà đánh liều hỏi ông bà thông gia về lai lịch của con gái. Khi nghe bà thông gia hỏi liệu con gái mình có phải được nhận nuôi hay không, bố mẹ của cô dâu hết sức ngạc nhiên, bởi đây là bí mật gia đình họ chưa từng tiết lộ với người ngoài, thậm chí chính của con gái cũng chẳng hề hay biết. Trước ánh mắt mong chờ và sự khẩn thiết của bà thông gia, bố mẹ của cô dâu không thể tiếp tục che giấu được sự thật. Chuyện là cách đây hơn 20 năm, ông bà đã nhặt được cô con gái ở bên đường. Mặc dù không chung dòng máu, nhưng họ luôn coi cô như con gái ruột và nuôi nấng cô nên người. Bao nhiêu nghi ngờ đều được hóa giải, người mẹ từng lạc mất con vội vã chạy đến trước mặt của cô dâu. Bà cầm lấy tay của cô, nhìn thật kỹ vào vết bớt trên tay để chắc chắn đây chính là con gái của mình. Bà đã tìm cô trong nhiều năm trời nhưng không có kết quả. Nào ngờ hôm nay lại có thể kết thúc được cơn ác mộng đeo bám bà suốt mấy chục năm qua. Cô dâu sau một hồi ngơ ngác chứng kiến biểu cảm kích động của mẹ chồng thì mới được bố mẹ đẻ kể cho đầu đuôi câu chuyện. Tới khi biết người phụ nữ này không phải là mẹ chồng của mình mà là mẹ ruột của mình, cô đã òa khóc nức nở. Thế là trong nháy mắt đám cưới bỗng biến thành buổi đoàn tụ giữa hai mẹ con. Vậy còn hôn lễ sẽ như thế nào? Chẳng phải mẹ chồng chính là mẹ ruột của cô dâu thì cặp đôi không thể ở bên nhau hay sao? Trong lúc đám đông quan khách còn đang xôn xao, người mẹ vừa tìm được con nhanh chóng trấn an mọi người bằng cách tiết lộ thân thể của con trai. Thực ra chú rể không phải là anh trai hay em trai của cô dâu, mà anh là cậu con trai được mẹ nhận về nuôi sau khi bị lạc mất con. Nghe đến đây, ai cũng thở phào một cách nhẹ nhõm vì không phải chứng kiến một màn chị Uyên rể thúy đau lòng như các tình tiết trong phim truyền hình. Mọi người vui vẻ gửi tới cặp đôi mới cưới những lời chúc tốt đẹp nhất, đồng thời cũng không quên chúc mừng cho cô dâu đã tìm được nguồn cội. Cô con dâu bỗng biến thành con gái, còn cậu con trai lại trở thành con rể. Một câu chuyện ái âm là vậy, nhưng ai cũng cho rằng đây mới chính là song hỷ lâm môn. Dường như mọi người đều cảm thấy không còn chuyện gì có thể hạnh phúc hơn được nữa. Tình tiết éo le đáng lẽ chỉ có trong phim truyền hình thì nay lại xuất hiện giữa đời thực. Giờ đây cô dâu mới chẳng phải lo lắng chuyện sống chung với mẹ chồng nữa. Chú rể đã sống quen trong gia đình nhà vợ suốt nhiều năm, nên cũng không còn e ngại chuyện bất hòa với bố mẹ vợ. Không thể không cảm thán duyên phận quả thật rất kỳ diệu. Người con trai được nhận nuôi đã giúp cho bố mẹ của mình tìm lại được cô con gái ruột bị mất tích suốt bao nhiêu năm. Đây chắc hẳn là một sự đền đáp thiết thực và ý nghĩa nhất. Niềm vui được nhận đôi trong ngày trọng đại, có lẽ cuộc sống sau này của gia đình họ sẽ ngập tràn hạnh phúc mà thôi.